phải là nhắc nhở mấy con thiên á, không phải là đeo dấu thiên tâm cái là tự nhiên là được về trời, nó phải làm một đống thứ nghe. Hồi nãy giờ mình nói là mình nhắc nhở luôn á, nãy giờ chưa nói tới bát chánh đạo nữa, tứ diệu đế nữa, mà nếu mà nó bát chánh đạo tứ diệu đế chắc chờ clip sau quá. Đoạn này chỉ nói sơ sơ thôi, vũ trụ quan rồi thôi. Linh hồn bất tử, thức nghiệp, có nghĩa là cái biết sẽ làm cho người thăng tiến hay thụt lùi. Tâm thiện thì về thiên đàng. Thế là mình đang nói gì, mình để mình so sánh. Hiện bây giờ quý vị sau khi nghe này, quý vị có thể biết là mình sẽ đi về đâu á. Người nào hiện giờ có tâm thiện là biết là mình đi về thiên đàng. Tâm khởi khởi vọng, chấp si mê, nhập cảnh địa ngục. Nè, này nói rõ, tức là mình có thể biết được, không cần phải hỏi kiệt gì, cũng không cần phải hỏi Phật. Tâm khởi vọng, chấp si mê là nhập cảnh địa ngục. Tâm khởi vọng, chấp trung nghĩa sẽ về thần hoặc là thánh. Thần tức là mấy ông mà có trung can nghĩa khí đó, đánh trận đời giỏi đời HO mà phải là tấm tốt nữa là sẽ thành thần, sinh như tướng tử như thần á. Tâm khởi yếu chỉ hiền, yếu chỉ hiền thì nhập cảnh người, nghĩa là trở về thành lợi người lợi của quyền, nghĩa là vừa hiền mà yếu hèn á thì làm người trở lại. Tâm khởi vọng chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh địa ngục đối khác. Nên nhớ nha, chỗ này là tâm mà khởi vọng á, hiện bây giờ mình biết mình là người ích kỷ và tham lam thì mình biết là cái chỗ tôi sẽ đi là địa ngục. Cho nên mình đang sống ở thế gian mà thiên tâm đạo muốn cho tất cả con của cha kiện, muốn tất cả là phải về cảnh trời, thì hôm nay mình mới hiểu cái căn bản này, đây là cái thước để đo. Nếu mình còn tham lam mà họ thiên thì phải coi lại á, phụ không có cứu nổi. Tâm khởi vọng chấp tham lam ích kỷ thì trực cảnh địa ngục ngạ quỷ đối khác. Tâm khởi niệm sân hận thì sẽ nhập vào cảnh giới súc sanh. Thì sao mình hiểu được cái căn bản? Cái này nó giống như cái cân thôi. Mỗi ngày mà lên mình cân, hôm nay 170 pound, ngày mai cân 80 pound, ngày mai xuống 50 pound vậy đó. Thì cái này là cái mức đo lường. Mỗi một ngày mình phải coi lại, mình tu tập, nhưng mà lâu lâu mình phải ngồi mình nghiệm lại. Mình nghiệm lại trong tuần thôi, tuần nay tôi tham bao nhiêu, tôi chửi bao nhiêu, tôi làm chuyện tốt bao nhiêu, rồi cái lấy mấy cái này chiếu lại tôi thuộc cảnh gì, thì quý vị sẽ tiến bộ dễ hơn. Tâm của kẻ phàm phu không biết tu lại có đặc tính cố chấp, lúc nào cũng nhớ tổn thương đau khổ, lúc nào cũng so sánh quá khứ với hiện tại và luôn khép chặt vào cái khổ. Đó là tâm của kẻ phàm phu. Hôm nay mình mang thuyền Bát Nhã vô cổ thì mình coi cái mình còn phàm phu không, hay là mình có xứng đáng là con của ông trời không. Chứ giờ phàm phu thì tâm của họ vậy thôi à. Tâm của phàm phu không biết tu lại có đặc tính nha, mấy vị dùng chữ đặc tính cố chấp, lúc nào cũng nhớ tổn thương đau khổ, tức là thù dai. Cho nên ai mà được việc dễ trình chán á, là ba ngày thôi nghe con. Mỹ Hạnh với Thiên Văn giận nhau ba ngày thôi nghe, không giận quá ba ngày nghe, tức là quá ba ngày là thủ ký đầu. Cho nên do họ thiên là lúc nào cũng cười hề hề là vậy. Ba ngày lẻ mà qua weekend cái là quên rồi. Họ thiên có cái đó. Thứ nhất, mang họ thiên không đi mượn tiền của nhau. Thứ hai, không để hỏi chuyện cá nhân của nhau. Thứ ba, không giận nhau quá ba ngày. Thứ tư, không có dùng danh nghĩa họ thiên mà đi kêu huynh đệ tỉ muội. Mình làm chút công đức phụ với sư phụ đi, sư phụ làm lớn mình làm nhỏ. Không phải, mình làm là mình tự mình làm. Đụng tới tiền bạc, chúng ta là tu là đang sửa, người tu giỏi người tu dở. Cho nên họ thiên không có gây quỷ và cũng không có kêu huynh đệ tỉ muội gây quỷ.
ở ngoài kia đó, ai mà gây quỷ á, là không phải là hội thiên nha, là cá nhân. Thí dụ như thiên Mỹ Vàng đi, mà lấy tên thiên Mỹ Vàng mà đi gây quỷ thì không đúng, lấy tên thiệt của mình đi. Ok, Trần Thị Vàng muốn làm đó làm, nhưng mà mang họ thiên là đừng có tiền với bạc. Đến với họ thiên, đến với thượng đế, đến với kiệt, chỉ có tốn xăng, tốn vé máy bay, tốn công rồi, ngoài ra không có cái gì hết. Tiền mà để làm mua chỗ này, tiền mà để làm những cái phương tiện, giống như hồi xưa Phật thì không có tiền, phải đi nhờ ông cấp cô độc với giường chị đà, phải không? Còn này cha cho Kiệt tiền, Kiệt có cái quỹ, một năm Kiệt cho vô biết bao nhiêu triệu vô cái non profit, thì cho nên cứ ăn uống, cứ xài tiền của cha, tu đi về cha vui. Chứ họ thiên không bao giờ xin tiền gây quỹ, chỉ có ma ở ngoài đường á, nó mặc áo vàng á, dụ người ta, hoặc là phá môn thiền này, phá môn thiền nọ của mấy tà đó. Cho nên cuối cùng bùa ngải thư ém, năng lượng này khóa nọ, hay là những lời ngon ngọt, hay là những cái thủ đoạn bất chấp comathon hay là lão ban hay là tiên minh cá gì đó, cuối cùng cũng là cái chữ tiền. Hãy mà tất cả những người ngoài kia mà nghe được cả hệ thống ông cha luôn, bên nhà thờ luôn, mà hãy có tiền á là sai rồi đó. Phải coi lại, đặt cái tự mình phải đặt cái câu hỏi á, phải đặt lại cái câu hỏi coi mà mình có đi sai đường không. Tiền mất á thì chuyện nhỏ, năm mình để dành cả đời mình đi làm assembly 7 đồng lên tới 30 đồng để dành được chừng 200.000. Như bác này thì được hưởng insurance còn 250.000, chứ không sao xài hết, đang suy nghĩ sao xài giùm bà. Nhưng mà mai bà có phước, bà gặp thiên đức kiệt đại tử mình, sức mấy mà bị dụ mất tiền đó. Bây giờ cũng đang suy nghĩ sao để cho đại tử để di chúc lại mà cho đúng người, tại không đúng người á, lúc đó mà hồn rời khỏi xác á, mà biết cháu của mình lấy tiền mình đi quậy á, lúc đó thì vụ cứu con không có kịp nữa con. Cho nên phải đang suy nghĩ vụ đó mới là khó. Còn mình đang nói cái chỗ này á, là ở ngoài kia đó, con chiên Phật tử mắt kiến cận, sân trước sân sau, mấy người giàu á, mà có tiền á, dễ đi địa ngục là chỗ này. Thứ nhất, mình đưa không có đúng người. Khi cái hồn mình chết đi á, là mình là con ma. Con ma nó có ngủ không, nó khôn lắm. Bình thường á, thằng cháu tôi á, nó mua rạng cho ông ngoại, cho ba, đúng không? Nhưng mà thật sự sau lưng nó mưu mô tính toán, nó làm một chuyện tầm bậy. Đến khi mình biết được cái cháu mình đâu phải là cháu mình, nó là con cá sấu đầu thai, nó thành cháu mình không chừng. Tại khi có ngũ thông mà mình nhìn vô cái thân người nó, mình biết cái cốt là gì, đúng không? Thì lúc đó mình bị sốc không vậy? Cho nên tại sao bao nhiêu lần mình nói cái tiền bạc thế gian này nó vô thường, mình làm nó đúng có ý nghĩa. Chứ không phải mà Mỹ mình có tiền mình làm gì làm đâu nghe bà con. Mình làm tầm bậy á, là đi chung với cầu với mấy ông thầy. Làm tầm bậy á, là xuống địa ngục chung á. Tâm của kẻ phàm phu không biết tu lại cố chấp. Có đặc tính cố chấp, lúc nào cũng nhớ tổn thương đau khổ, vì lúc nào cũng so sánh quá khứ và hiện tại, luôn khép chặt cho cái khổ. Vì chúng ta là con người có cái sắc phàm, nên trước hết là phải đi làm kiếm ăn, phải không? Học nghề đồ, phải không? Vì chúng ta có cái linh hồn, nên chúng ta phải làm người đàng hoàng, nhân nghĩa lợi chí tính, cung ngôn dông hạnh, tam tòng tứ đức, ngũ thường, phải không? Gái thì chồng chết thì tòng theo con, theo con, phải không? Còn bây giờ chồng chưa chết mà cứ xẹt ngang xẹt về Việt Nam vậy á, thì làm sao mà ấy được? Thì bây giờ phải coi lại. Vì chúng ta có thần thức, có người mình có linh hồn, đúng không?
thì chúng ta phải học, phải học phải nghe, học làm thần làm thánh là phải học, chứ giờ mình không học làm sao mình làm thần làm thánh được ta. Mà nếu mà mình giống như cái lục bình trôi vậy, nó muốn trôi đâu trôi, thì cái đó là theo cái dạng hồi nãy đó, là mình sẽ thành ra lộ chúng thành là bất cần bất chấp á, là thành ngạ quỷ á. Cho nên khi mình đã đầu thai mang thân người thì mình phải biết bơi, chứ không phải mình ngỡ tôi hiền tôi không làm gì hết, không có phải như vậy. Mình phải đi ngược dòng nước. Giờ đừng, mình đừng có nghĩ đồ tôi từ nhỏ tới lớn tôi không có làm gì sai, tôi có hiếu cha mẹ tôi, tôi không mượn tiền ai, nhưng tôi cũng không ai mượn tiền của tôi. Nghe lại gì? Cái đó là mình nói lên mình có đánh ích kỷ, là mình sẽ làm cái gì? Mình không có đọa địa ngục, mình chỉ làm ngạ quỷ mà đói á, bụng bự á, tại mình ích kỷ. Mình xuống thế gian này giống y như là mình nhận một cái mission, một cái punishment, một cái sự trừng phạt ở bề trên để xuống để học, chứ không phải mình conservative, mình không làm gì hết rồi cái bây giờ mình cứ nghĩ tự nhiên mình đi về trời, không có chuyện đó. Rồi bây giờ có chiếc thuyền Bát Nhã đeo cổ lủng lẳng là an tâm đó, tôi sẽ đi về với Thượng Đế. Về thì cũng có về đó, được chừng 50% đó. Hồi xưa á, lúc tôi mới lớn lên, hồi bữa hôm đóng nè, sẵn đây mình nói, hồi bữa hôm 400-500 người mà ngày lễ sám hối của cha đó, thì cha đứng đó, cha xóa tội. Nhưng trong đó có những đứa con nít á, nó thương mẹ nó quá, nó không có chịu đi. Thì cũng đuổi nó đi á, mà nó không đi. Tối đó nằm mơ thấy đóng nít luôn. Bây giờ tôi đi đâu vậy ngài? Ok được, tao đãi cho mày buổi tiệc. Cho nên từng tới á, ở Thiên Long Sơn mà tút 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 trong góc nghe, chứ không phải trong Thiên Long Sơn mà chỗ thánh địa nha. Thiên Long Sơn có hai khu vực 360 acre. Cái khu vực tút trong á là đủ loại vong linh á, từ con cóc, hai vợ chồng cóc già bạn thiệt luôn, mấy trăm tuổi. Mỗi lần mà cúng á, ở đây sao hai đứa bay trong đầu thai vậy, trời ơi tôi làm cóc sướng quá. Tại nó có hai vợ chồng, ở gần đó nó có cái hồ đẻ quá trời, nó không có chịu đầu thai. Rồi cái có mấy mọi da đỏ, cái mình kêu nó, mày niệm Phật đi tao cho mẹ ăn. Phật là gì vậy, chết mà không biết Phật nữa, mọi da đỏ. Rồi mình đang nói chuyện của mình thì nó hồi lạc đề. Thì tuốt ở trong góc, trong cái nhà trắng á, ở trong cái dãy núi tuốt trong á nghe. Thì Kiền với anh Bắc sẽ làm một cái buổi lễ đãi tiệc cho mấy nhóc này, nhóc con không à. Nhưng mà bây giờ bữa nhiều quá, nhiều đứa kể lỗ tai quá. Bây giờ đứa nào mà có số điện thoại riêng của giáo vụ nhắn tin một cái danh sách, mẹ tên gì, có đặt tên nó chưa, rồi để mà khi mình đọc cái sớ á, mình có cái tên của người mẹ để mình đưa nó đi luôn. Chứ là bữa đưa cũng chưa sạch á, cũng có nhiều đứa nó cũng chưa đi. Nên kỳ này là xong luôn, nhờ mấy ông rồng tiễn cho mày đi một bữa. Thì hôm nay nghe này á, thầy phải nhắn tin về con tên Thiên Thiên Thái hả? Thiên Hải đi. Hồi xưa con mới lớn lên 18 tuổi con lỡ phá thai. Ở Hải có thai hả Hải? Nói ví dụ thì dĩ nhiên tên Hải là không phải là Thiên Thiên Thanh Hải. Thiên Thái nè. Dạ không hả? Giờ mình nhớ như cho danh sách để tình tới cái bộ với anh Bắc tiễn mấy nhóc này mới được. Chứ mắc cái lời hứa rồi, nó nghe nó có một buổi kẹo kẹo với chocolate rồi với pizza nó khoái lắm, nhớ đang chờ á, để đưa đi một lượt luôn.